Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm là dịp để gặp gỡ tri ân những thầy cô tiêu biểu trong sự nghiệp chồng người. Họ là những người lái đò thầm lặng, luôn yêu nghề và khát khao cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những nhà giáo tiêu biểu như thế tại thành phố Chí Linh. Từ xưa đến nay, nghề dạy học luôn được coi là nghề cao quý, được xã hội tôn vinh, kính trọng. Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Mầm non và được nhận làm giáo viên hợp đồng tại trường Mầm non Nhiệt điện Phả Lại từ năm 2010. Năm 2012, cô giáo Vũ Thị Hồng Hạnh chuyển về trường Mầm non Sao Mai và đến năm 2019 tiếp tục chuyển về công tác tại trường Mầm non Sao Đỏ, thành phố Chí Linh. 10 năm gắn bó với trẻ nhỏ, cô luôn tận tụy với nghề và luôn không ngừng nghiên cứu sáng tạo các bài giảng cho trẻ mầm non. Được phân công phụ trách trẻ lớp 5 tuổi, cô Hạnh đổi mới phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ. Cùng với mỗi năm, sáng tạo ra một bộ đồ dùng, đồ chơi. Hàng ngày, cô Hạnh đều nghiên cứu cách thức tạo hứng thú cho trẻ nhỏ. Bản thân tôi cũng như là tôi nhìn thấy ở xung quanh mình có rất nhiều những ông bà bố mẹ rất là vất vả, vì là trẻ bé thì có một cái đặc thù chăm sóc rất là khó khăn hơn như là trẻ tiểu học, trẻ cấp 2, trẻ cấp 3. Vì vậy thì tôi đã quyết định thi vào ngành sư phạm mầm non, và đặc biệt là càng công tác thì tôi lại càng thấy là tình yêu trẻ của mình thì càng nhiều lên, và đặc biệt là tôi tìm thấy đam mê trong công việc. Cô Hạnh là một người giáo viên luôn tâm huyết yêu nghề và có đạo đức với nghề, yêu trẻ và với đồng nghiệp thì cô cũng rất là hòa nhã và luôn trao đổi chia sẻ tất cả những kinh nghiệm vốn có của mình. Cô là một người giáo viên phối hợp rất là chặt chẽ với bên bộ phận chuyên môn của nhà trường để đưa nhà trường lên đạt kết quả cao nhất trong vấn đề chăm sóc giáo dục trẻ. Gần như tất cả các giáo viên khối các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Chí Linh đều biết đến thầy giáo Trần Đình Minh ở trường trung học cơ sở Chu Văn An. 54 năm tuổi đời, 34 năm tuổi nghề, thầy Minh để lại nhiều ấn tượng cho các thế hệ học trò bởi sự tận tâm chu đáo trong từng bài giảng và hướng dẫn học sinh tiếp thu, chinh phục kiến thức. Là giáo viên dạy môn giáo dục thể chất, ngoài dạy các tiết thể dục theo phân công của nhà trường, thầy Minh còn tham gia dạy điền kinh, đá cầu, aerobic trong nhà trường và dạy theo yêu cầu của phòng giáo dục đào tạo thành phố, biên soạn và đạo diễn các chương trình đồng diễn thể dục thể thao, đại hội thể dục thể thao và hội khỏe phù động do thành phố Chí Linh tổ chức. Thời gian ngoài giờ, thầy Minh còn dạy thể dục thể thao miễn phí cho người dân trong khu dân cư. Học tập cái môn giáo dục thể chất nó được thể hiện qua trải nghiệm thì đại đa số đông đảo học sinh là có tác dụng nâng cao được sức khỏe, và kể cả từ cái việc học tập của em nâng lên ấy, thì thực tế bản thân tôi là đã cuốn hút được cả những cái phụ huynh của học sinh các cái khu dân cư trong địa bàn thành phố Chí Linh này. Tôi đã đến được các thôn, các xã, các phường, đã dạy được nhiều lớp để cái hoạt động trải nghiệm. Trong những ngày tháng cùng làm việc với thầy, tôi nhận thấy thầy là người thầy giáo có cái đạo đức phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt, về chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, và thầy là người luôn tiên phong trong cái việc tìm tòi và áp dụng những phương pháp giảng dạy mới nhằm làm sao để nâng cao sức khỏe cho học sinh. Ngoài cái việc nâng cao sức khỏe cho học sinh thì thầy cũng là một người mà có cái sức lan tỏa đối với các đồng nghiệp trong cái việc rất là nghiêm túc trong công việc. Những thầy giáo, cô giáo tiêu biểu hết lòng vì sự nghiệp chồng người ở thành phố Chí Linh là những tấm gương sáng cho học sinh học tập noi theo, và là những bông hoa đẹp trong ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.